Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay để cải thiện cái chất lượng video của mình là cho các bạn xem cái cảm giác không bị khó chịu á, mình đã tìm hiểu trên mạng rất nhiều và mình quyết định chọn cái con này, cái con gimbal Smooth 4 này. Đây là sách hướng dẫn sử dụng bằng tất cả các thứ tiếng nha, tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung. Để qua bên có một cái thẻ bảo hành nữa các bạn, có thẻ bảo hành này, Tune Smooth 4 có cái hộp bằng làm bằng mod các bạn, màu xám rất là đẹp, mình chọn màu đen. Nhìn cái kiểu giống như đựng vũ khí. Wow. Y như cái súng luôn. Y như cái súng luôn các bạn. Đây tay cầm đây. Ông nhắm nó này nọ. Có cáp sạc. Một cái chân đế ba chân rất là tiện, nó cho mình luôn, mình khỏi phải mua. Đây, mình sẽ để ra, đây các bạn, để qua bên đây như thế các bạn này, mình phải nói này. Đây nó có một cái nguyên giải nút trên này, có thể xoay trục ba trục. Đây có cái hiệu Chiun đó các bạn, rất là đẹp, là bằng nhựa nha các bạn. Đây, nó có logo ở đây, đây rất là đẹp, cầm cũng tương đối hơi nặng đấy. Như đây nó có cái lỗ nè, để người ta gắn đế vào, nha. Mình tìm hiểu rất là lâu rồi mới chọn con này. Con này là hiện tại là cái con gimbal chống rung cho điện thoại tốt nhất. Mới cua đập hộp luôn đấy, chưa sử dụng luôn nào. Coi nó có chắc chắn không nè. Ồ, mà để trên giường này, nó cái độ bấp bênh như thế này. Nó vẫn nướng rất là vững nha. Ba chân này. Ok, good. Giờ tiếp tục mình sẽ test nó. Mình chỉ cần bật cái này ra đây. Wow. Tiên mình sẽ để làm sao cho cái điện thoại nó cân nha các bạn. Mình sẽ di chuyển nó vào. Còn hơi nặng vào đây. Ok, thấy là cân rồi này. Còn thấy không? Còn nó có một cái nút. Còn thấy không? Nút nguồn này. Mình sẽ bật nó này. Đấy. Nó trở về rồi, cảm thấy rất là bằng luôn, thấy không? Quay gần cho các bạn xem nha. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ gắn vào cái này. Đây, chúng ta sẽ bật cái này về. Đây, chúng ta sẽ bật qua. Qua, nhẹ nhàng thôi.
và chúng ta gắn điện thoại vào, làm sao cho nó cân như thế này nha các bạn. Cân đây, chúng ta có thể chỉnh cho nó cân bằng ta dời điện thoại qua lại này, hoặc là nó có cái nút chỉnh để các bạn kéo cái cân này ra này. Đây, xong mình khóa lại, nhớ khóa lại nha. Xong rồi mình sẽ bật bật nguồn đây. Đây nó có một cái nút nguồn này. Đây là toàn bộ cái nút của nó. Sẽ bật. Đấy. Bật xe này. Mình sẽ bật lên nha. Đấy, sẽ bật lên. Việc đầu tiên chúng ta sẽ mở máy lên. Rồi. Và chúng ta vào một cái phần mềm của nó, vào một cái, nếu mà các bạn xài Android thì các bạn vào CH Play, còn bạn nào mà xài iPhone đó, thì mình sẽ vào Apple Store, mình tải cái này đây. Đây các bạn. Set B Play đấy, sẽ bấm vào, mình sẽ bấm vào nha các bạn cứ ok hết cho mình nha, bạn cứ ok hết cho mình. Mình vào đây, mình vào cái trang giao diện rồi đó, mình sẽ chọn cái sản phẩm của mình này, bấm Google đây. Đây, đúng cái Smooth 4 của mình à, mình bấm vào kết nối này. Ly này, Ly Connect. Nó kêu mình bật Bluetooth lên. Sẽ bật Bluetooth lên nha các bạn. Đấy. Có một cái này. Bấm bật cái tên mình là Smooth 4 nè. Đấy, đã kết nối. Bấm ok hết cho mình nha. Đấy, mình sẽ vào cái giao diện chính của mình này. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái nút này. Này, tất cả các phím chức năng của nó. Mình giới thiệu các bạn nha, bạn không theo dõi nha. Đây là cái nút này, nó có cái tay vịn này, là cái tay vịn này nó có hai chức năng, là một là zoom, zoom to, zoom gần, zoom xa, zoom gần, và một cái lấy nét này. Mình đầu tiên mình sẽ dặn nó đang bên lấy nét nè các bạn, lấy nét này rất là rõ nè, đó là giảm giảm nét nè, đó. Thấy không? Tối liền thấy không? Thấy lấy nét nè. Nét cho rõ cái quạt nè, thấy không? Đấy. Và cái nữa bây giờ mình ta chuyển qua chế độ zoom nè, mình ta bấm vào cái nút này. Đây cái nút này đây các bạn. Đây, bấm vào. Đó là mình thay đổi chức năng của cái này, bây giờ là zoom này. Mình thấy mình zoom nè. Zoom gần nè. Thấy gần không? Xa nè. Nhỏ lại nè. Hay rất là nhanh đó các bạn. Tiếp theo. Ta sẽ có cái nút cái dòng xoay này nó vừa là cái nút, nó có bốn nút ở trên bên trái bên phải. Đầu tiên là nút bên trái, đây là cái nút đổi camera nè, trước sau nè, bây giờ nè, camera trước không, camera sau, trước đây camera sau. Đấy. Rồi ở dưới đây chúng ta sẽ có cái nút này, mình sẽ thử hết. À, xem trước các bạn, xem ảnh á, mà mình chưa có gì hết cho nên mình chưa có ảnh gì, mình bấm trở về đây. À, bên phải này là cái nút độ sáng nè các bạn, mình bấm thử. Đấy, mình xoay nè, mình dùng cái phím này mình xoay, các bạn thấy không? Rất là sáng luôn, tối nè. Đó. Tối thui luôn, không thấy luôn. Giờ sáng lên nè. Đấy. Đấy, ok. Tiếp theo cái nút ở trên là nút gì đây? Có nút ở trên này. Sẽ bấm vào. À, nó thể hiện tất cả các thông số nè các bạn. Thoát mình sẽ cái thoát gì nè. đó? Đây mình sẽ quay này. À, anh thấy không?
Thôi đây dạ. Tiếp theo em bị sao ấy? đây. Tiếp theo là cái lúc này. Đây, menu. Sao nào không? Sao nào mà chọn bấm vào menu này. Nó sẽ ra tất cả các bạn, em xem nào. Camera, flash, hẹn giờ, chế độ màu tươi HDR, cân bằng trắng, thủ công, cắt cảnh các kiểu đó các bạn cứ chọn vào bên chúng ta dùng xoay cái nút này đây, xoay cái nút này để chúng ta chọn nè, nào như nào, đấy, chọn thì chúng ta bấm vào nút giữa, rất đơn giản các bạn. Khi ta xong xuôi, ta bấm nút trở về cũng chính là cái nút menu này đây. Đấy. Còn chúng cái nút bên đà phải đây có nút đít này là chúng ta tắt cái thông số hiện trên màn hình này, tắt này bận lên để tắt cho nó đỡ vướng. À, xong rồi bây giờ là tới phần trên đây nó có cái nút BF và nút Ba gì và rồi? chữ L là lock, Tức nào BF là pan ông following nha các bạn. nói rồi nói gì? Còn cái này là nó có bốn vạch đèn là thể hiện mức pin của cái cây gimbal của mình. Ở sau lưng thì chúng ta có hai nút này. Bây giờ mình sẽ thử cái độ xài của nó này. Bật đại lên nha. Đây, bây giờ mình sẽ thử cái chế độ. Bây giờ mình đang ở cái chế độ BF các bạn thấy không? Mình sẽ quay thử. Thấy không? Cái lúc nào mình quay ấy, thì cái điện thoại với cái trục này ấy, với cái trục của gimbal này nó cũng thành đường thẳng đó các bạn. Bạn quay đi đâu nó cũng sẽ trở về được ngay. Thấy không? Nó cũng sẽ trở về ngay đường thẳng với cái gimbal nó thấy không? Đấy. Nhưng mà với tốc độ rất là chậm. Còn chúng ta khóa lại nè. Nhiều nè, không bị rung lắc kia luôn. Chế độ ba trục thấy không? Đấy. 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 Vẫn à. Nó sẽ quay về. Nó cũng sẽ quay về. Đấy. Và chúng ta thử bây giờ mình sẽ bấm xuống cái nút L lúc lock nè. Mình sẽ bấm rồi đó các bạn. Bây giờ mình quay nè. Điện thoại nó vẫn đứng yên. Bây giờ mình đang quay cái hình tập gym, cái tủ mà thấy không? Này. Mình quay qua đây. Nó vẫn quay là cái hình cái tủ tập gym mà thấy không? Nó không thay đổi cái hướng quay. Đây mà thấy không? Đấy. Bây giờ chúng ta cùng khám phá hai hai cái nút ánh sao này nè các bạn. Đây mình tìm. Hai nút ánh sao này thì mình phải kết hợp với cái công tắc BF này. Đây. Mình thấy không? Bây giờ mình sẽ vừa mở công tắc này mình vừa nhấn cái nút nút ở dưới nha các bạn. Đây xuống dưới bây giờ mình nhấn đây. Nhấn giữ luôn nha. Mình sẽ quay nè. Thấy không? Nó sẽ quay theo cái gimbal mà với tốc độ rất là chậm. Nó sẽ thẳng với cái gimbal nè. Alo. Đấy, thấy không? Là Đấy. Đấy. làm sao? Đấy. Ôi Đấy. giời. Nó sẽ quay trời nè. Biết Đấy. Nó cứ đối diện với cái trục này thôi. Bạn làm thế nào nó cũng đối diện với trục này. quên rồi Đấy, nó thẳng nha. Đấy, nhưng mà giờ tao bật chậm. Còn mình muốn nhanh á, mình sẽ bấm cái nút trên, kết hợp cái nút trên bạn thấy không? Trên này. Đấy, mình chỉnh qua đây. Rất là nhanh các bạn.
mình có những cái khoảnh khắc nào đó. Thế bảo gì? Mình sợ mất à. Bạn nào? Quá rất là nhanh các bạn. Anh thì cười. Chúng ta khi muốn trở về vị trí cũ, ta cần bấm hai lần nút dưới này, bấm hai lần. Bạn thấy không? Bình thường. Bây giờ mình sẽ thử cái tính năng tracking. Đây, mình sẽ thử cái chế độ tracking nha. Đầu tiên thì mình sẽ bấm vào đây. Mình sẽ chuyển đổi cái camera trước các bạn. Đây. Mình sẽ bấm vào xác nhận cái vật thể đi. Mình sẽ chọn cái điện thoại này các bạn. Đây, bạn giờ mình tự động đi theo nè. Mình đi đâu, điện thoại đi đâu nó sẽ theo đó nè. Thấy không? Chúng ta đi lên nè. Nó sẽ đi lên nè. Ta đi xuống nè. Xuống nè. Nó sẽ xuống nè. Mặt phải nè. Mặt trái nè. Tránh gì? Ừ. Xuống nè. Lên nè. Các bạn, sau một hồi mình test thì mình kiểm tra và mình thử tất cả các tính năng của cái gimbal này thì thật sự là mình rất ưng ý các bạn. Tuy nó có cái phần tracking nó hơi chậm, mình đi qua đây qua trái nó vẫn nhận biết được mình nhưng mà nó hơi chậm, nó không, cái hơi buồn là nó không có cái nhận diện khuôn mặt, nó chỉ nhận diện vật thể thôi các bạn. Thành ra đó là cái nhược điểm của cây này, nhưng mà nói chung là nó là ok. Nhưng mà có nhược điểm thứ hai của nó là nó hơi nặng các bạn. Mình cầm xíu nãy giờ mình test cho các bạn xem mà nó mình nặng hơi mỗi tay chuột không. Cái này chỉ dành cho con trai thôi, chứ các bạn nữ thì chắc không có cách nào mà cầm được đâu. Nhưng mà nói chung là thiết kế rất là đẹp, rất là tiện dụng, có cái vòng xoay này rất là hay, vừa được zoom mà vừa được focus, cái hình ảnh nó nét hơn và chất lượng pin nó cũng rất là lâu. Từ hôm nay về sau mình sẽ dùng cái cây gimbal này để quay video cho các bạn, thì sẽ có những cái video mượt mà hơn, hình ảnh nó nét hơn, sống động hơn. Tất cả là vì các bạn đấy, mong các bạn sẽ ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Chào tạm biệt các bạn, nếu có ý kiến gì vui lòng comment dưới phần mô tả nha. Bye bye.